Vâng, tôi chọn những hình ảnh ấn tượng trong trận đấu đó, đó là những cú bay người của thủ môn bên phía Fulham Melano, và nói một cách khác thì đó là những siêu phẩm bàn thắng của các cầu thủ Liverpool. Rất là đáng tiếc khi mà cái tình huống đá phạt của Trent Alexander-Arnold ban đầu ghi nhận ở trên sân đó là bàn thắng của anh ta, nhưng cập nhật mới nhất từ trang chủ của giải Ngoại hạng Anh Leno thì tính đó là một tình huống phản lưới nhà của Leno vì bóng đã đập vào lưng của Leno. Một ngày của những siêu phẩm, và khi mà chọn hình ảnh ấn tượng này thì tôi muốn cho quý vị khán giả được chiêm ngưỡng lại những bàn thắng cực kỳ đẹp mắt lại một lần nữa. Và phải nói rằng tất cả thì đều có cái nguyên do của nó cả. Không phải mà ngẫu nhiên các cầu thủ Liverpool lại lập được nhiều những siêu phẩm từ những tình huống sút xa như vậy. 3 trên tổng số 4 bàn thắng của Liverpool trong trận đấu này là những tình huống lập công bên ngoài vòng 16-50. Có tình huống của Trent Alexander-Arnold, của Endo và của Mark Allister. Khi mà Alexander-Arnold sút quả đá phạt, và bây giờ thì là bàn phản lưới nhà của Leno rồi, thì anh ta có nói rằng là khi mà thực hiện xong quả đá phạt này cứ nghĩ rằng bàn thắng của mình là đẹp nhất ngày hôm nay rồi. Sau đó thì Mark Allister mới thực hiện một bàn thắng thậm chí là còn đẹp mắt hơn. Jurgen Klopp thì nói rằng cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu mà có đến 4 bàn thắng đẹp mắt như này. Và Jurgen Klopp tôi nghĩ rằng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, bởi vì ông ta đã yêu cầu các học trò của mình dứt điểm từ xa nhiều hơn. Cụ thể là ở mùa giải năm nay, so với tất cả những mùa giải mà Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool, thì mùa giải năm nay tỷ lệ những cái tình huống kết thúc từ ngoài khu vực 16-50 của Liverpool tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh lên đến 39%. Có nghĩa là trung bình cứ 10 cú dứt điểm của Liverpool thì có đến 4 cú dứt điểm, gần 4 cú dứt điểm sẽ được thực hiện ngoài khu vực 16-50. Đó là một cái kết quả khi mà Liverpool đã có Mark Allister, một chuyên gia dứt điểm từ xa, đã có Szoboszlai, một chuyên gia dứt điểm từ xa, Endo cũng sẵn sàng dứt điểm từ xa, và một điều quan trọng nữa, Trent Alexander-Arnold được đẩy vào khu vực trung tâm thi đấu nhiều hơn, và từ đó thì anh ta có cơ hội để dứt điểm từ xa. Siêu phẩm nó là kết quả của rất nhiều sự luyện tập của chiến thuật, chứ không phải siêu phẩm ngẫu nhiên xuất hiện với Liverpool. Vâng, nhưng mà ngày hôm qua thì ngẫu nhiên là 3 siêu phẩm xuất hiện trong số mấy bàn thắng của Liverpool. Tôi bảo là Kieran Trippier là hậu vệ biên phải hay nhất Ngoại hạng Anh, thì tôi gọi Arno là hậu vệ biên tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh. Bởi vì thực ra là hôm qua chúng ta nhìn thấy là rất là ấn tượng. Bởi vì thực ra Arno, khi mà tôi phải tiết lộ một chút là khi chọn đội hình tiêu biểu ngày hôm nay, tôi phải đổi lại cái đội hình để làm sao mình phải dùng được cả Trippier lẫn Arno. Và ngày hôm qua thì đấy, cái bàn thắng mà khiến cho chị Tú Linh không hề hiểu điều gì đang xảy ra đấy là cú dứt điểm của Trent Alexander-Arnold. Và ở có một cái hình ảnh khác là toàn bộ các cầu thủ, trong đó có đội trưởng Van Dijk, là trượt cỏ ở dưới sân. Tức là chúng ta có một cái hình ảnh tôi nghĩ là rất là đẹp, toàn bộ các cầu thủ Liverpool họ trượt ở trên sân, cái khoảnh khắc nó ăn mừng rất là sung sướng. Và có một chi tiết đặc biệt là Van Dijk, Arnold có nói rằng là lúc tôi quay ra tôi không nghĩ là anh ấy cũng trượt, bởi vì anh ấy bị chấn thương đầu gối, có một đợt là nghỉ mất gần một năm, nhưng mà cuối cùng là vui quá vẫn chung vui luôn ạ. Nói chung là đang vui sướng quá không thể hoãn cái sự sung sướng lại được, trượt cỏ một pha. Tôi nghĩ là đấy là một hình ảnh rất ấn tượng và nó mang lại nhiều cảm xúc. Và ở trong cái trận đấu này thì tôi cũng tự chọn cho mình, tôi nhặt cho mình một cái tình huống mà anh Thanh đã nói là cái hình ảnh của Mark Allister, thì tôi gọi ngày hôm qua là đêm của người Argentina. Còn với anh Hải Thanh, sự lựa chọn của anh cho cá nhân xuất sắc nhất vòng đấu vừa rồi ạ? Vâng, đó là một cá nhân mà chúng ta cũng đã đề cập đến anh ta rất là nhiều từ đầu chương trình cho đến giờ. Sự lựa chọn của tôi là Trent Alexander-Arnold, ngôi sao sáng nhất của Liverpool trong cuộc lội ngược dòng của Liverpool trước Fulham. Trent Alexander-Arnold khi mà ghi hai bàn thắng thì bàn thứ hai chúng ta thấy anh ăn mừng theo kiểu trượt cỏ cùng các đồng đội như vậy rồi. Còn bàn đầu tiên thì Trent Alexander-Arnold ăn mừng theo kiểu như thế này. Tức là anh ta đưa cái ngón tay lên miệng của mình, và đó là một cái thông điệp. Đến ngay buổi sáng ngày hôm nay, một loạt những cái tờ báo của nước Anh đã nói về cái câu chuyện Euro 2024, hậu vệ cánh phải của đội tuyển Anh sẽ là ai đây? Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Reece James, và sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Và năm nào cũng thế, cứ khi nào mà đội tuyển Anh chuẩn bị tập trung cho một cái ngày hội bóng đá lớn thì vị trí của Trent Alexander-Arnold lại được nhắc đến. Nhưng tôi lại muốn nói thêm cái vai trò quan trọng nữa của Trent Alexander-Arnold trong cái cuộc lội ngược dòng của Liverpool là gì? Đó là việc những bàn thắng của Trent Alexander-Arnold trong trận đấu ngày hôm qua thì đã giúp cho Liverpool một lần nữa lội ngược dòng thành công. Và Liverpool trong mùa giải này đã kiếm được tổng cộng 15 điểm tại giải Ngoại hạng Anh từ cái thế trận mà họ bị đối phương dẫn trước, 15 điểm. Và trận đấu ngày hôm qua thì cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Trent Alexander-Arnold trở thành cứu tinh để Liverpool có những điểm số quan trọng. Trận đấu trước là trận đấu mà họ đã hòa Man City, và trận đấu ngày hôm qua là trận đấu thắng bùng nổ trước Fulham tại Anfield.